Cờ Đô Nai Vlog, thân chào đến tất cả mọi người đang lắng nghe. Hôm nay, mình trích bài viết này từ CNN với đề tài về bạn đang xem xét chuyển ra nước ngoài vào năm 2024. Đây là những quốc gia tốt nhất cho người nước ngoài. Mình sống ở Na Uy hơn 40 năm nay, mình đang suy nghĩ rằng khi mình về hưu thì mình sẽ muốn ở đâu? Nơi nào mùa đông không kéo dài hơn 3 tháng? Năm mới là thời điểm thích hợp để cam kết thực hiện các mục tiêu lớn và đối với một số người, điều đó có thể đồng nghĩa với giấc mơ được sống ở nước ngoài. Và nhờ sự gia tăng của công việc từ xa, các chương trình thị thực mới và ưu đãi thuế thu hút những người du mục kỹ thuật số, các nhà đầu tư và gia đình, những người đang cân nhắc chuyển ra nước ngoài sẽ có nhiều con đường hơn để khám phá. Tất nhiên khả năng di chuyển ra nước ngoài là một đặc quyền chỉ dành cho những người đủ may mắn sở hữu hộ chiếu phù hợp với cánh cửa vẫn đóng đối với nhiều quốc tịch đối với những người có quyền lựa chọn quyết định chọn quốc gia nào để xây dựng ngôi nhà mới của bạn là một quyết định quan trọng đòi hỏi phải nghiên cứu và lập kế hoạch sâu rộng ngoài câu tôi có thể sống ở đây mơ mộng có thể nảy sinh trong kỳ nghỉ chuyển ra nước ngoài có nghĩa là đi sâu vào các vấn đề liên quan đến thuế thị thực làm việc chăm sóc sức khỏe và so sánh chất lượng cuộc sống. Chỉ kể tên một số vấn đề. Một nguồn tài nguyên đặc biệt hữu ích là cuộc khảo sát người nước ngoài nội bộ hàng năm của International, một cộng đồng người nước ngoài với hơn 5,1 triệu thành viên. Cuộc khảo sát đã được thực hiện trong một thập kỷ này, phản ánh ý kiến đóng góp từ gần 12.000 người nước ngoài đại diện cho 177 quốc tịch tại 181 quốc gia hoặc vùng lãnh thổ. Nó truyền tải mức độ hài lòng của họ với các khía cạnh khác nhau của cuộc sống người nước ngoài trên cơ sở các yếu tố như chất lượng cuộc sống, sự dễ dàng định cư, làm việc ở nước ngoài, tài chính cá nhân, nhà ở và ngôn ngữ. Ngoài ra, những người về hưu có thể tận dụng các nguồn tài nguyên bao gồm sống và đầu tư ở nước ngoài, có chỉ số hàng năm xếp hạng 10 điểm đến nghỉ hưu hàng đầu ở nước ngoài. Chỉ số 2024 được công bố vào đầu tháng 1, với Valencia Tây Ban Nha đứng đầu danh sách, tiếp theo là Berzaga, Bồ Đào Nha và Mazan, Mexico. Megang Fzai, nhà tư vấn tái định cư và nhà văn từng sống ở Mexico City, cho biết điều quan trọng là phải xem xét tác động của việc bạn di chuyển đến quốc gia sở tại mới, đặc biệt là ở những điểm đến đang chứng kiến làn sóng nhập cư gia tăng lớn từ Hoa Kỳ và các quốc gia giàu có khác trong 8 năm qua. Jai khuyên các khách hàng đang cân nhắc việc chuyển từ Hoa Kỳ sang Mexico, quốc gia được xếp hạng trong số 5 quốc gia hàng đầu trong cuộc khảo sát hàng năm của International kể từ năm 2014, nên nhận thức được sự bất bình đẳng trong chính sách di cư giữa hai nước. Jai, người gốc Michigan, cho biết, trọng tâm của tôi với khách hàng là phải làm rõ vấn đề đô thị hóa mà Mexico phải đối mặt và cho họ cơ hội suy nghĩ về vai trò của chúng tôi trong tình huống đó tôi tin rằng tất cả mọi người sẽ có thể tự do di chuyển đến bất cứ nơi nào họ muốn nhưng có một sự bất công rõ ràng khi xem xét việc công dân hoa kỳ di chuyển đến mexico dễ dàng như thế nào so với những nơi khác mặc dù có hàng tá điểm đến cần cân nhắc khi chuyển ra nước ngoài đến một đất nước mới danh sách sau đây ưu tiên một loạt các chủ để lấy người nước ngoài làm trung tâm bao gồm chất lượng cuộc sống khả năng chi trả sự an toàn và khả năng tiếp cận văn hóa cũng như các hoạt động ngoài trời chúng tôi cũng đã đưa vào một số nhược điểm cần xem sách cũng như thông tin về cách thực hiện di chuyển danh sách này có lời khuyên chung dành cho những người di chuyển từ mọi nơi trên thế giới nhưng chủ yếu tập trung vào công dân hoa kỳ mexico là điểm đến nghỉ hưu lâu năm của người mỹ mexico cũng đã thu hút nhiều gia đình hơn và những người du mục kỹ thuật số trong vài năm qua Thành phố Mexico, lớn nhất ở Bắc Mỹ, với khoảng 22 triệu người ở khu vực đô thị, đặc biệt nổi tiếng và dân số thủ đô đã tăng 3% từ năm 2019 đến năm 2023, tương đương khoảng 600.000 người, theo The World Population Review. Và từ năm 2019 đến năm 2022, số người Mỹ nộp đơn xin hoặc gia hạn thị thực cư trú đã tăng vọt từ khoảng 17.800 lên hơn 30.000. Ở những nơi khác, các thành phố bao gồm Osaka, San Miguel de Allende và Playa del Carmen cũng là thiên đường cho người nước ngoài ở Mỹ. Nhiều người trong số họ cho rằng chi phí sinh hoạt thấp hơn và lối sống thoải mái của Mexico là điểm thu hút mạnh mẽ. Cách di chuyển Chuyển đến Mexico không đơn giản như đóng gói hành lý, bắt chuyến bay và nâng cốc chúc mừng cuộc sống mới của bạn với một ly bơ thực vật trên bãi biển. Theo truyền thống, những người mang hộ chiếu hợp lệ từ các quốc gia không yêu cầu thị thực, bao gồm cả Hoa Kỳ, đến Mexico để giải trí hoặc công tác đã được phép ở lại quốc gia này tới 180 ngày. Họ vẫn phải hoàn thành giấy phép du khách hoặc Forma Migratoria Multipel hoặc FMM tại cảng nhập cảnh của họ. Tuy nhiên, khoảng thời gian đó không còn là mặc định nữa và số ngày chính xác được phép tùy thuộc vào quyết định của cơ quan xử lý chính thức nhập cư. Mexico không cung cấp thị thực du mục kỹ thuật số, nhưng những người đang cân nhắc việc di chuyển lâu dài có thể xem xét thị thực cư trú tạm thời, cho phép lên đến 4 năm ở Mexico. Trong khi đó, những người về hưu chính thức có thể nộp đơn xin visa thường trú. Bồ Đào Nha. Sự nổi tiếng của Bồ Đào Nha đối với người nước ngoài đã bùng nổ kể từ khi nước này giới thiệu chương trình thị thực vàng vào năm 2012. Chương trình này đã trở thành chương trình thành công nhất trong loại hình này, truyền cảm hứng cho các quốc gia khác khởi động kế hoạch của riêng họ để thu hút đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, vào mùa xuân năm 2023, Bồ Đào Nha đã thực hiện những thay đổi đáng kể đối với chương trình, chấm dứt hiệu quả khía cạnh đầu tư bất động sản. Alex Ingzim, cố vấn tài chính được cấp phép và chủ tịch của công ty quản lý tài sản toàn cầu Chaser Buchan USA, cho biết Nước này cũng đã thay đổi chế độ cư trú không thường xuyên của mình. Bồ Đào Nha là nơi khó nhập cư hơn một chút nếu bạn muốn sự linh hoạt của visa vàng, Inzim nói với CNN Travel. Nó không hấp dẫn từ quan điểm thẩm quyền về thuế. Và chúng tôi đã thấy rất nhiều người thực sự mất hứng thú với Bồ Đào Nha và bắt đầu lên kế hoạch cho các khu vực pháp lý khác ở châu Âu. Ưu điểm, Bồ Đào Nha khó bị đánh bại nhờ khả năng chi trả, chất lượng cuộc sống thời tiết ôn hòa quanh năm và hệ thống chăm sóc sức khỏe chất lượng cao. Chi phí sinh hoạt nhìn chung phải chăng hơn so với hầu hết các quốc gia ở châu Âu và theo Numbel, cơ sở dữ liệu về chất lượng cuộc sống có nguồn gốc từ cộng đồng lớn nhất thế giới, thấp hơn 35,5% so với ở Hoa Kỳ. Ngoài ra, Bồ Đào Nha còn là quốc gia an toàn thứ bảy trên thế giới. Nhược điểm, như trường hợp ở Mexico và các quốc gia khác có cộng đồng người nước ngoài lớn, Phản ứng dữ dội ngày càng tăng đối với dòng người nước ngoài đổ vào, đặc biệt là người Mỹ và đặc biệt là ở Lisbon. Các nhà phê bình cho rằng kết quả là giá thuê nhà và giá bất động sản tăng đột biến đã buộc những cư dân lâu năm phải rời bỏ nơi đây và làm thay đổi cơ cấu của một số khu dân cư. Cách thực hiện, chương trình Golden Visa vẫn được áp dụng, mặc dù quốc gia này hiện đã loại bỏ lựa chọn đầu tư bất động sản. Như Inzim lưu ý, Người Mỹ vẫn quan tâm đến việc theo đuổi việc cư trú theo con đường đó, cần phải thực sự nhận thức được nó ảnh hưởng như thế nào đến kế hoạch tài chính của họ, nó ảnh hưởng như thế nào đến nghĩa vụ thuế của Hoa Kỳ và liệu đó có phải là lựa chọn tốt nhất để họ tiến về phía trước hay không. Tây Ban Nha. Khí hậu tuyệt đẹp, một trong những nơi có chi phí sinh hoạt thấp nhất ở Tây Âu và các thành phố, thị trấn sôi động, giàu văn hóa từ Địa Trung Hải đến Đại Tây Dương. Không có gì ngạc nhiên khi ngày càng có nhiều người Mỹ háo hức tuyên bố Viva España cho chương đời tiếp theo của họ. Madrid, Barcelona, Seville và Bilbao đều tự hào về cộng đồng người nước ngoài nói tiếng Anh lớn, trong khi thành phố ven biển Valencia cũng nhanh chóng đạt được sức hút như một địa điểm được thèm muốn. Nó đứng đầu trong chỉ số chất lượng cuộc sống năm 2022 của International và cũng đứng đầu hàng năm. Chỉ số của sống và đầu tư ở nước ngoài vào năm 2024. Ưu điểm: Có nhiều điều để yêu thích ở Tây Ban Nha, các thành phố hiện đại và các thị trấn nhỏ cổ kính, dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho toàn dân với chất lượng cao, cũng như khung cảnh ăn uống và giải trí về đêm rất nổi tiếng trên thế giới, chỉ kể tên một vài điều ra đây. Theo hiệp hội du lịch LGBTQ quốc tế Tây Ban Nha cũng là một trong những quốc gia có nền văn hóa tự do và chào đón nhất đối với khách du lịch LGBT quỷ. Năm 2005, nó trở thành một trong những quốc gia đầu tiên hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới và là nơi tổ chức một trong những lễ kỷ niệm niềm tự hào lớn nhất thế giới, thu hút khoảng 1,5 triệu người mỗi năm. Nhược điểm, tiếng Anh thường không được sử dụng rộng rãi bên ngoài các thành phố lớn hơn và ở khu vực phía đông bắc của Catalonia, tiếng Catalan là ngôn ngữ chính thức và thường được người dân địa phương ưa thích. Lối sống đặc trưng của người Tây Ban Nha cũng có thể khiến người nước ngoài phải làm quen một chút, vì lịch trình làm việc, ăn uống và giao tiếp xã hội mồm hơn so với tiêu chuẩn của Mỹ. Ngày làm việc thường kéo dài từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối, với thời gian nghỉ trưa dài vào giấc ngủ trưa. Trong thời gian đó, nhiều cơ sở kinh doanh đóng cửa, và người Tây Ban Nha thường ăn tối không sớm hơn khoảng 8 giờ 30 tối. Chính trị ở Tây Ban Nha cũng ngày càng trở nên chia rẽ hơn, và đôi khi bạo lực, đặc biệt là khi khu vực phía đông bắc của Catalonia tiếp tục nỗ lực giành độc lập. Cách di chuyển, có một số lựa chọn dành cho người nước ngoài muốn chuyển đến Tây Ban Nha. Bất kỳ ai có đủ tiền để hỗ trợ bản thân, và bất kỳ người phụ thuộc nào, đều có thể xem xét thị thực không sinh lợi, hoặc NLV. Lý tưởng cho những người về hưu và những người có các hình thức thu nhập thụ động khác có nguồn gốc từ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, bạn không thể kiếm thu nhập khi ở Tây Ban Nha với thị thực này. Tây Ban Nha cũng cung cấp thị thực du mục kỹ thuật số và thị thực doanh nhân. Hà Lan, quốc gia mê xe đạp này, xếp thứ năm trong báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm 2023 của Gallup, đánh giá các chỉ số khác nhau về sự hài lòng trong cuộc sống, cũng như phúc lợi kinh tế và xã hội. Nó cũng đứng đầu cuộc khảo sát năm 2023 của Numbel về chất lượng cuộc sống. Hơn 31.000 công dân Mỹ hiện coi Hà Lan là ngôi nhà thân yêu. Thủ đô Amsterdam là một địa điểm đặc biệt nổi tiếng, với những con kênh đẹp như tranh vẽ, kiến trúc lịch sử và bầu không khí thoải mái thu hút đông đảo du khách quốc tế. Ưu điểm, đối với những người năng động, Thật khó để đánh bại cơ sở hạ tầng và văn hóa đạp xe đẳng cấp thế giới của Hà Lan trên thực tế. Quốc gia này được cho là có nhiều xe đạp, Fasten, hơn dân số. Hà Lan cũng được biết đến với hệ thống giáo dục vững mạnh, với hầu hết giáo dục ở mọi cấp độ được chính phủ tài trợ ít nhất một phần. Một lợi thế lớn về thuế, đối với người nước ngoài, người lao động có tay nghề cao, có thể nộp đơn xin quy định 30%, một lợi thế về thuế, trong đó họ được miễn thuế 30% tổng tiền lương trong 5 năm. Tuy nhiên, chính phủ Hà Lan gần đây đã áp dụng giới hạn về mức lương đủ điều kiện để đưa ra phán quyết. Nhược điểm, so với một số quốc gia châu Âu khác, Hà Lan đắt đỏ, giá thuê căn hộ không có nội thất đạt mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 11 năm 2023 theo dữ liệu từ Statista. Bên ngoài các trung tâm chính, các thành phố và thị trấn nhỏ hơn bao gồm Harlem đều Leyden và Maastricht có chi phí rẻ hơn đáng kể. Ngoài ra, thuế thu nhập rất cao, với mức thuế 49,5% đối với mức lương vượt quá 73.031 euro, khoảng 81.135 đô la Mỹ. Điều đó có thể là một cú sốc sau 5 năm bị đánh thuế ở mức 30%, điều này khiến nhiều người nước ngoài bắt đầu cân nhắc bước đi tiếp theo sau khi hết điều kiện hội đủ điều kiện. Cuối cùng, thời tiết, tối và mưa vào mùa đông điều kiện khiến việc đạp xe trở nên kém thú vị hơn rất nhiều, và liên tục có gió, có lý do cho tất cả những cuối say do đó, có thể khiến một số người khó thích nghi. Cách di chuyển, Hà Lan không cung cấp thị thực du mục kỹ thuật số, nhưng bạn có thể nộp đơn xin thị thực lưu trú dài hạn, còn được gọi là giấy phép lưu trú tạm thời, trong tiếng Hà Lan, gọi tắt là MVV. Tại Hoa Kỳ, bạn có thể nộp đơn tại Đại sứ quán Hà Lan ở Washington hoặc tại Tổng lãnh sự quán ở Miami, New York hoặc San Francisco. Nước Đức Đức là nền kinh tế lớn nhất của Liên minh châu Âu, thị trường việc làm mạnh mẽ và hệ thống phúc lợi mạnh mẽ, chưa kể đến các thành phố và thị trấn giàu di sản, đang hấp dẫn người Úc, đặc biệt là người Mỹ. Theo số liệu quốc gia mới nhất, hơn 121.000 người Mỹ hiện coi Đức là quê hương. Berlin có một cộng đồng quốc tế đặc biệt lớn, gồm những người quốc tế nói tiếng Anh, nhưng các trung tâm khác như Munich, Giang Phúc và Stuttgart cũng có cộng đồng người nước ngoài mạnh mẽ. Ưu điểm, Đức rất phù hợp cho các gia đình nhờ vào dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn dân và các phúc lợi xã hội như tiền trợ cấp hàng tháng cho trẻ mẫu giáo, e tiền cho trẻ em, trợ cấp chăm sóc trẻ em rất nhiều và chế độ nghỉ phép hào phóng cho cha mẹ. Ngoài ra, so với một số quốc gia châu Âu khác, visa tự do của Đức khá dễ xin, Aziel Tucker, một nhà lập kế hoạch tài chính được chứng nhận có trụ sở tại Thụy Sĩ nói với CNN Travel: "Cô cũng lưu ý rằng ở một lợi ích mà công dân Hoa Kỳ có được so với một số quốc gia ngoài EU là họ có thể nộp đơn xin thị thực tự do ở Đức vì công dân Hoa Kỳ không cần thị thực nhập cảnh. Nhược điểm, Đức không có một số tiện ích như nhiều người Mỹ đã quen thuộc, chẳng hạn như cửa hàng tạp hóa 24 giờ hoặc hiệu thuốc dành cho người lái xe qua. Vào chủ nhật Hầu hết các cửa hàng đều đóng cửa, ngoại trừ các nhà hàng và tiệm bánh. Và bộ máy quan liêu của đất nước có thể khiến người ta phát điên với nhiều quy trình của chính phủ dựa vào các thủ tục giấy tờ chính thức được gửi qua đường bưu điện. Sự phổ biến của người Úc đã góp phần gây ra tình trạng khan hiếm nhà ở tại các thành phố lớn, đặc biệt là Berlin, nơi việc tìm chỗ ở là một trong những khía cạnh căng thẳng nhất khi chuyển nhà. Và ngoài các thành phố lớn, tiếng Anh không được sử dụng rộng rãi. Cách di chuyển, thị thực lao động lành nghề của Đức cho phép một số cá nhân có bằng cấp hoặc chứng chỉ đủ điều kiện có thời hạn 6 tháng để tìm kiếm việc làm trong lĩnh vực chuyên môn của họ. Thị thực tự doanh của nó cũng khá đơn giản. Singapore Rất nhiều công dân nước ngoài đang ca ngợi Singapore. Vào năm 2022, quốc gia thành phố phức tạp này đứng thứ ba về chỉ số thiết yếu cho người nước ngoài của International. Nó được coi là một trong những quốc gia hàng đầu để sống và làm việc nhờ thị trường việc làm phát triển mạnh, nên giáo dục và chăm sóc sức khỏe xuất sắc cũng như một trong những hệ thống giao thông tốt nhất thế giới. Ưu điểm, Singapore là trung tâm tài chính và đầu tư hàng đầu ở châu Á, với triển vọng việc làm tuyệt vời và nền kinh tế ổn định. Trong khi đó, những người sành ăn sẽ yêu thích khung cảnh ăn uống rực rỡ ở đây, từ những khu chợ đêm sôi động đến những nhà hàng được trao sao Michelin. Và những người đam mê du lịch có thể tận dụng khả năng tiếp cận dễ dàng tới một trong những trung tâm hàng không được đánh giá cao nhất thế giới, sân bay Changi. Nhược điểm, Singapore rất đắt đỏ và một số người có thể gặp khó khăn trong việc thích nghi với khí hậu nhiệt đới ẩm ướt. Nó cũng cách xa Hoa Kỳ, nơi có thể gây khó khăn cho việc về thăm nhà. Cách di chuyển, Singapore không cung cấp thị thực du mục kỹ thuật số, nhưng những người đã làm việc xếp hàng có thể nộp đơn xin thẻ lao động. Các doanh nhân quan tâm đến việc bắt đầu kinh doanh tại Singapore có thể đăng ký enterpass. Vẻ đẹp tự nhiên phong phú, khí hậu nhiệt đới và chi phí sinh hoạt phải chăng của Costa Rica từ lâu đã thu hút những người nước ngoài đang tìm kiếm một phần Puja vida của riêng họ, nghĩa đen là ở cuộc sống trong sáng và vừa là khẩu hiệu vừa là lối sống quốc gia. Quốc gia Trung Mỹ này từ lâu đã là điểm đến ưa thích của người Mỹ. ưu điểm Costa Rica có hệ thống chăm sóc sức khỏe xuất sắc và luôn được xếp hạng cao. Đây cũng là một trong những quốc gia bền vững nhất trên thế giới. Người dân địa phương có xu hướng có lối sống lành mạnh, cho dù đó là lướt sóng quanh Nam hay thực hiện các tư thế yoga hàng ngày trên bãi biển. Ngoài ra, Costa Rica còn đưa ra một số ưu đãi về thuế thu hút người nước ngoài. Costa Rica chỉ đánh thuế thu nhập kiếm được trong nước, điều đó có nghĩa là lương hưu đầu tư hoặc thu nhập từ việc làm không phải của Costa Rica không phải chịu thêm gánh nặng thuế của Costa Rica e David người sáng lập và hiệu trưởng của Lepburn và Associates, một chuyên gia về thuế và công ty tư vấn nhập cư, nói với CNN Travel. Nhược điểm Lối sống thoải mái của Costa Rica cũng có thể ảnh hưởng đến cách thức kinh doanh và xu hướng đến muộn thường được gọi là ở giờ Tico. Ngoài ra, một số tiện nghi sinh hoạt có thể còn thiếu so với những gì người Mỹ quen thuộc. Ví dụ, ở các tòa nhà cũ, việc vứt giấy vệ sinh vào thùng thay vì xả xuống bồn cầu không phải là chuyện hiếm. Và nhờ vào vị trí địa lý và vị trí dọc theo vành đai lửa khét tiếng, Costa Rica phải hứng chịu nhiều trận động đất, sóng thần và hoạt động núi lửa, nơi có sáu ngọn núi lửa đang hoạt động. Một lưu ý quan trọng về mặt thuế, không có hiệp định thuế giữa Costa Rica và Hoa Kỳ. Do đó, các yêu cầu về tờ khai thuế của Hoa Kỳ đối với các khoản tín dụng thuế nước ngoài hoặc thu nhập kiếm được từ nước ngoài sẽ phức tạp hơn đối với người nước ngoài. Cách di chuyển Với thị thực du mục kỹ thuật số mới của đất nước, những người lao động ở xa có thể ở lại Costa Rica tối đa một năm với tùy chọn gia hạn thêm một năm. Panama Thường được mô tả là Miami của Trung Mỹ, Panama là trung tâm tài chính và kinh doanh nổi bậc nối liền Bắc và Nam Mỹ. Trong những năm gần đây, nó đã thu hút nhiều người Mỹ hơn ngoài chế độ nghỉ hưu. Ledburn cho biết ông nhận thấy sự thay đổi đáng chú ý trong số các khách hàng có thu nhập dòng cao có nguồn gốc Tây Ban Nha, cũng như những người lao động trong lĩnh vực tài chính, những người đang chuyển đến đó hàng loạt, đặc biệt khi Miami trở nên đông đúc và đắt đỏ hơn. Ưu điểm, thời tiết ấm áp quanh năm, sự kết hợp giữa các trung tâm quốc tế như thành phố Panama và các thị trấn ven biển thư thái Cùng khả năng tiếp cận dễ dàng đến cả Bắc và Nam Mỹ khiến Panama trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho những du khách thường xuyên. Và một trong những lợi thế lớn nhất của chương trình Golden Visa của Panama là nó cung cấp quyền cư trú vĩnh viễn mà không yêu cầu nhà đầu tư phải cư trú ở đó. Duy trì tình trạng thường trú đòi hỏi phải đến Panama ít nhất 2 năm một lần. Nhược điểm, vào năm 2023, chi phí thành lập nơi cư trú ở Panama tăng đáng kể từ 300.000 đô la Mỹ lên 500.000 đô la Mỹ. Ngoài ra, vì Panama cũng không có hiệp định thuế với Hoa Kỳ nên các yêu cầu khai thuế của Hoa Kỳ đối với các khoản tín dụng thuế nước ngoài hoặc thu nhập kiếm được từ nước ngoài rất phức tạp, Lestpern lưu ý. Cách thực hiện, Panama cung cấp một số loại cơ hội đầu tư mang lại quyền thường trú và con đường trở thành công dân Panama sau 5 năm. Chương trình nhập cư đầu tư đủ điều kiện Panama hoặc PQI thường được gọi là thị thực vàng Panama, là một thủ tục cư trú theo đầu tư. Khoản đầu tư tối thiểu là 500.000 đô la Mỹ, tăng từ 300.000 đô la Mỹ vào tháng 10 năm 2022. Khoản đầu tư này phải được duy trì trong ít nhất 5 năm. Nhà đầu tư có thể đủ điều kiện thông qua mua bất động sản, gửi tiền ngân hàng hoặc đầu tư vào quỹ. Panama cũng có chương trình thị thực nghỉ hưu. Tuy nhiên, Ledburn lưu ý rằng mặc dù về mặt kỹ thuật, lộ trình nghỉ hưu đi kèm với quyền công dân Panama sau 5 năm. Trên thực tế, điều đó không đơn giản. Do đó, những lợi thế của con đường PQI so với chi phí của thị thực nghỉ hưu là điều đáng nghi ngờ. Nước Ý Thật khó để tưởng tượng một quốc gia có quan niệm lãng mạn hơn về việc sống ở nước ngoài và một phần nhờ vào sự phổ biến của các chương trình đầu tư như nhà một euro mà nhiều thị trấn nhỏ đã triển khai. Người nước ngoài giờ đây có nhiều lựa chọn hơn để thực hiện ước mơ của họ. Là Dolce Vita. ưu điểm được tiếp cận một số thành phố du lịch nổi tiếng nhất thế giới, những vùng nông thôn đẹp như tranh vẽ và hòa mình vào một nền văn hóa coi trọng gia đình, ẩm thực và rượu vang. Còn gì mà không yêu thích cuộc sống ở Ý? Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Ý cũng rất tốt và nhiều người nước ngoài đánh giá cao sự thân thiện nói chung của người Ý. Nhược điểm, triển vọng việc làm ở Ý không dồi dào như ở các nước châu Âu khác. Ngoài các thành phố lớn, tiếng Anh nói chung không được sử dụng rộng rãi, và bạn có thể cần thuê luật sư để giúp điều hướng các quy trình pháp lý, như mua nhà. Và hãy chuẩn bị cho bộ máy quan liêu khét tiếng của chính phủ Ý. Cách di chuyển, những người Mỹ dự định ở lại hơn 3 tháng, phải xin thị thực nhập cảnh tại lãnh sự quán Ý trước khi đến các lựa chọn thị thực của ý bao gồm thị thực tự kinh doanh dài hạn hoặc ngắn hạn hoặc thị thực tự trị la và thị thực khởi nghiệp pháp mặc dù thực tế cuộc sống ở pháp khác hẳn so với những gì được miêu tả trên màn ảnh à là emily in Paris nhưng vẫn có nhiều điều để nói ohui tới chăm sóc sức khỏe toàn dân sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống được đánh giá cao bạn có nhớ tất cả những cuộc biểu tình phản đối việc chính phủ pháp tăng tuổi nghỉ hưu không và một số cảnh ẩm thực và thời trang được thèm muốn nhất trên thế giới. mặc dù chi phí có thể đắt đỏ, nhưng pháp cũng cung cấp các chương trình và lợi ích xã hội sâu rộng cho người dân, chăm sóc sức khỏe toàn dân cũng như nhiều ngày nghỉ lễ. đất nước này đạt điểm cao trong các chỉ số của international về chất lượng cuộc sống. ưu điểm cư dân có thể tận dụng nhiều lợi ích xã hội, bao gồm chăm sóc sức khỏe toàn dân, ổn định kinh tế và nhiều ngày nghỉ lễ chưa kể đến thời gian làm việc 35 giờ một tuần. Ngoài chất lượng cuộc sống tuyệt vời, từ quan điểm thuế vì họ có một số hiệp ước tốt với Hoa Kỳ, Tucker nói. Ví dụ, họ là một trong số ít quốc gia nơi rốt được coi là tài khoản hưu trí, đủ điều kiện và tính chất miễn thuế của chúng được bảo tồn. Vì vậy, mặc dù thuế suất cao hơn, nhưng nếu bạn có thể lập kế hoạch trước khi nhập cư, đây vẫn có thể là một quốc gia hấp dẫn đối với người nước ngoài ở Hoa Kỳ. Nhược điểm, YouTuber như lưu ý, thuế thu nhập và xã hội ở Pháp rất cao, lên tới 45% và những cá nhân có thu nhập cao cũng có thể phải trả phụ phí 3% cho một phần thu nhập của họ. Bên ngoài các thành phố lớn như Paris, Lyon và Strasbourg, rào cản ngôn ngữ có thể trở thành vấn đề nếu bạn không nắm vững tiếng Pháp. Các di chuyển, bất kỳ ai muốn ở lại Pháp hơn 3 tháng sẽ cần phải xin thị thực dài hạn. Pháp không cấp thị thực cho những người du mục kỹ thuật số, thay vào đó, bạn sẽ cần thị thực dài hạn, nếu bạn dự định làm việc, hoặc học tập. Có một số loại theo giấy phép cư trú các je sách du của Pháp, mỗi loại có những điều kiện và hạn chế khác nhau. Rất vui khi các bạn đã lắng nghe một phần bài trích giải từ CNN. Bài đọc tạm dừng nơi đây, hy vọng các bạn đón nghe những đề tài kế tiếp. Thân chào! McDonald's Vlog